mẹ sống còn khi đi du lịch, lưu ngay 4 mẹo sau để chuyến du lịch của bạn được trọn vẹn hơn nhé. Thứ nhất, để điện thoại úp dưới mặt phẳng để tiết kiệm pin. Khi đang cần tiết kiệm pin thì hãy dùng cách này, vì khi bạn úp mặt điện thoại xuống bề mặt phẳng, máy sẽ tắt màn hình, không mở sáng kể cả khi nhận được thông báo. Thứ hai, vứt bỏ ly nước có mùi cinnamon quế. Nếu như ly nước bạn order bỗng dưng có mùi cinnamon quế mà không phải yêu cầu của bạn, thì hãy vứt ly nước đó ngay, vì nhiều người dùng mùi hương này để che giấu hương độc vào trong ly đấy. Thứ ba, ngồi ở đuôi máy bay là có cơ hội thoát nạn cao nhất. Tỷ lệ tai nạn máy bay là cực thấp, nhưng nếu máy bay chẳng may sốc và va chạm, thì tỷ lệ sống cao nhất sẽ là ở phần cuối khoang. Thứ tư, tuyệt đối không tắt máy, cố gắng không để vận tốc nhỏ hơn 15 km/h, nhưng cũng không lớn hơn 40 km/h khi đổ đèo bằng xe ga để duy trì được quân bám. Bởi xe ga phanh động cơ là lợi dụng cơ bám của quân để giữ xe ở một tốc độ nhất định, đủ an toàn. Nếu chưa tự tin về kỹ thuật lái xe của mình, thì bạn hãy tìm một phế uy tín nhé.